đồng mày tiếng dân thông người mở đất hạt cát vàng ân thân trầm mắt đêm đêm chờ mình nghe con sóng nỉ gục
đầu ta cốc câu ly hồng, người ngóc bây giờ gọi cô nhân ơi. Trời ơi, bốn tiếng lệnh ban ra là tam ban cao điên. Sao ta nghe tim ta cơ hội rung chuyển thương trai mà không nghĩ thèn cho mình. Cũng là một tấm quân vương ta ngự trị giữa triều đình, nay phải khuất phục trước thay vì mẫu hầu không nào để cô tử người yêu. Ta khóc thầm cho sâu kiếp một quân vương, mà dòng cháu ràng rùa ân lắm bao. Thôi kể từ đây mình vĩnh viễn chia tay, cho các đồng đau quanh mối sầu giang tay. Oh,